từ kỷ nguyên thần thoại cứ mỗi 200 năm trôi qua nữ thần athena và địa vương hades sẽ lại nổ ra một trận chiến và thời điểm cho trận chiến ấy lại sắp xảy đến một lần nữa khi thế giới ngập trong hỗn loạn thì những chiến binh hy vọng của nữ thần athena sẽ xuất hiện họ đại diện cho các chòm sao và luôn liều mạng chiến đấu vào thế kỷ 18 tại châu âu ta gặp một cậu trai là erlon đang đi trên đường thì cậu thấy có hai thanh niên đã bắt nạt một con chó nên đã đến bảo vệ nó hai thanh niên này muốn đòi lại con chó về làm thịt vì nó đã ăn mất đồ ăn mà cả hai làm việc để mua được Elon đã lấy lọ mực quý giá của bản thân ra để trao đổi và được chúng đồng ý. Biết đi bán lọ mực cũng được đóng tiền nhưng chưa kịp mang đi xa thì một thanh niên là Tenma và là bạn của Elon đã lao ra sút vỡ mùng cả hai thanh niên để lấy lại lọ mực cho đứa bạn. Elon muốn Tenma dừng tay vì hai thanh niên kia cũng có lý lẽ của riêng và Elon cũng không thích xung đột mà chỉ muốn hòa bình. Hai thanh niên kia biết cả hai là những đứa trẻ ở cô nhi viện và không ngờ hai con người với tính cách trái ngược nhau như này lại có thể làm bạn. Elon sau đó đã đi vẽ tiếp bức tranh về nữ thần của cậu ta đang vẽ thì thầy của Elon đưa đến một vị mục sư từ thánh đường trong rừng. Người này đến đây vì bị bức tranh của Elon thu hút. Elon biết thánh đường trong rừng ẩn chứa một bức tranh của thánh Michael và nó chưa từng được công bố ra ngoài. Bất cứ tội đồ nào nhìn thấy bức tranh cũng sẽ quay đầu sám hối. Elon rất muốn được thấy bức tranh đó nên cố gắng để trở thành người có tiếng tăm trong nhà thờ. Anh ta thắc mắc sao cậu chưa vẽ mắt cho bức tranh thì cậu trả lời là chưa kiếm được màu đỏ phù hợp. Anh ta đã chỉ dẫn cậu lên ngọn núi phía bắc. Nói đó có loại hoa được nhuộm bởi máu của thiên sứ bị gãy cánh và màu sắc đó chính là màu sắc thực thụ. Elon sau đó đã cùng con chó leo lên núi. Con chó đột nhiên sủa vài tiếng rồi chạy lên trước buộc Elon phải bám theo. Và rồi cả hai đã đến được nơi mà vị linh mục đó nói. Nơi này có rất nhiều bông hoa và đầy những màu sắc thực thụ, nhưng màu đỏ này vẫn không phải là màu Elon đang tìm kiếm, nhưng sẵn ở đây rồi thì Elon quyết định vẽ lại khung cảnh nơi đây. Muông thú cũng quay về phía cậu, đột nhiên chúng đứng dậy chạy đi hết do cảm nhận được sự đáng sợ. Một cô gái xuất hiện và giới thiệu bản thân là Pandora. Cô đã tìm kiếm Erlon rất lâu để đưa vị vua của cô trở lại. Để làm được điều đó thì cô cần cơ thể của Erlon. Cơ thể của con người có trái tim thuần khiết nhất. Cô ta sau đó đã đặt môi lên môi của Erlon và một chiếc vòng xuất hiện. Cô ta quỳ xuống và gọi Erlon là vua của địa giới Hades. Bóng ma từ địa giới đã tràn lên nhân giới và đen cho chúng khi chúng đã chạm mặt một chiến binh của Athena. Anh ta tung những cú đấm rồng ra và khiến chúng đo sàn phát một. Anh ta là chiến binh của cung thiên bình. Đô cô, anh ta biết chúng tụ tập lại chứng tỏ là Hades đã hồi sinh. Doko muốn biết vị trí của Hades nhưng chúng một mực trung thành và sẽ không bán đứng vị vua của chúng. Elon sau đó đã tỉnh lại ở nhà, Tenma đã cảm nhận được bất an nên đã lên núi và thấy Elon bất tỉnh trên đó mà đưa về. Elon làm rơi mặt dây mà Pandora đưa thì đột nhiên lao xuống không cho Tenma chạm vào. Đột nhiên Tenmi nghe tin là nước từ sông đã sắp tràn vào thị trấn và người trong cổng thành đã đóng lại và bỏ mặc họ sắp bị nước cuốn đi. Elon muốn đi dùng lời lẽ để thuyết phục nhưng Tenma muốn đi làm gì đó thay vì trông chờ vào kẻ khác. Tenma muốn Elon nhớ về lời hứa giữa cả hai và cô bạn năm xưa. Tenma quyết sẽ bảo vệ gia đình và bạn bè của mình bằng mọi giá. Cậu đã chạy đến chỗ con sông và thấy một tảng đá đã chuyển hướng dòng chảy của sông nên muốn phá vỡ nó. Nhưng thứ vỡ là tay của Tenma. Doko đi trong rừng thì cảm nhận được khí tức yếu ớt nên chạy đi tìm thì phát hiện Tenma. Cậu trong lúc bất lực thì đã nghĩ đến Elon và những đứa trẻ thì sức mạnh trong cậu đã bùng phát và cường hóa giúp cậu phá vỡ tảng đá to lớn đã và khiến dòng sông trở lại bình thường. Doko đã lao xuống để đưa Tenma lên và công nhận cậu có sức mạnh đáng kinh ngạc anh sau đó đã ngỏ lời mời cậu trở thành một chiến binh của Athena. Lúc trở về, Tenma đã ngồi vào cho Elon vẽ một bức trước khi đi cùng Doko. Elon đang muốn kiếm màu giống như màu mắt của Tenma nhưng giờ chưa đủ năng lực nên Elon nghĩ là Tenma cứ đi và lúc trở về thì bản thân sẽ cố hoàn thiện tay nghề và bức tranh. Tenma sau đó ra gặp Doko, anh ta nhìn thấy Elon thì giật mình một chút rồi cùng Tenma lên đường tại thánh điện của Athena. Có dinh của 12 chòm sao và được 12 chiến binh đại diện cho 12 chòm sao đó cai quản và cũng có một sảnh điện để Athena thường xuyên giáng trần để giám sát ngay lúc này tenma vừa tập luyện xong thì đột nhiên có một nhóm đến tìm thanh niên đi đầu đã hỏi tenma có muốn giao lưu tỉ thí võ nghệ chút hay không thì cậu nhận kèo ngay đám đi sau cho rằng cậu ta đừng nên động vào tenma nhưng thanh niên này cho rằng gia tô đại nhân đây chương án ai bao giờ tenma đã có nghe qua về gia tô đây và thấy cậu ta là một kẻ ngông cuồng và bạo lực hai thanh niên sau đó đã lao vào va nhau cả hai liên tục ăn miếng trả miếng nhưng gia tô đã kịp bắt nhịp và né đòn rồi móc cho tenma một cú Tenma sau đó cay cú vì bại trận và còn bị ra tô chế nhạo là cậu nên về quê đi là vừa. Cậu cay cú đấm vào tảng đá nhưng tay chỉ đau chứ đá không vỡ. Doko đã trở về đây và thấy cậu ở đây vài tháng rồi mà chưa làm ăn được gì. Cậu không hiểu sao lúc đó phá đá được mà giờ thì không nên anh cho rằng cậu vẫn chưa hiểu nguyên lý của sức mạnh. Anh ta sau đó giải thích một mớ kiến thức vật lý về nguyên tử cho cậu hiểu và rồi cho biết anh sẽ ở đây một thời gian để theo dõi cậu khổ luyện. Tenma sau đó vô tình cảm nhận được bóng hình quen thuộc nên đã chạy lại bắt lấy. Cậu nhận ra cô gái và chiếc vòng tay này đây chính là Sasha, cô bạn thổi bé của cậu và Elon. Cô không nhận ra tên ma cho đến khi cậu giới thiệu và đưa chiếc vòng hoa ra cho cô xem. Cậu không biết sao cô lại ở đây trong khi cô rõ ràng là đã được nhận nuôi. Đột nhiên một tên quái vật xuất hiện và nhắm vào Sasha nên tên ma phải đưa mặt ra đỡ thay cô. Hắn sau đó chói cậu vào cột và tiếp tục nhắm đến Sasha. Cậu đã phải gồng mình để phá chói thoát ra. Cậu lao đến tung một đấm lõm cả mặt đất nhưng tên kia đã né kịp và rồi chói cậu lại để giật đến khi cậu gục xuống. Hắn sau đó tiếp tục đánh đập cậu ngay trước mặt Sasha nhưng Sasha đột nhiên bộc phát sức mạnh và yêu cầu hắn thả Tenma ra. Hắn nhận ra cô là ai nên càng đỡ mất công đi tìm. Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị xử lý bởi chiến binh của cung bạch dương là Sừng. Theo lời anh ta thì Sasha lúc này chính là nữ thần Athena. Hai năm sau đó trôi qua, Tenma lúc này đang đấu với một người đô con hơn cậu. Ngay lúc ai nấy nghĩ cậu đã bị đánh bại thì cậu đã vực dậy và đấm bay tên kia vào đột đá. Một tảng đá đã rơi xuống thì cậu đã lao đến tung chiêu đấm vỡ tảng đá kia. Ra tô thấy cậu có vẻ đã thành công. Và Tenma giờ đây đã chính thức được công nhận và phong cho danh hiệu thánh và được ban cho bộ giáp của mình. Đại tư tế cho biết tình hình giờ đang rất khẩn cấp khi bóng ma đã bắt đầu tràn lan ra khắp nơi. Và cậu, người đã được ban cho danh hiệu thánh thì cậu có nghĩa vụ phải diệt trừ những bóng ma để bảo vệ thế giới và cả nữ thần Athena. Tenma giờ đây đã xong việc của bản thân và hy vọng Elon cũng đã vẽ xong. Nhưng Elon giờ đây chỉ thấy những bức tranh của cậu ta đầy màu xám xịt, những thứ cậu vẽ đều như chết đi. Pandora đã xuất hiện và cho rằng cách để cậu cứu rỗi người khác không phải là vẽ tranh mà là cái chết cô sau đó kéo Erlon đến thánh đường trong khu rừng. Nơi này có bức tranh sám hối mà Elon muốn được nhìn thấy nên cô sẽ giúp cậu thực hiện. Cậu nhận thấy thánh đường đã mở và người đàn ông mục sư lần trước đã chờ cậu ở đây. Tên ma lúc này đã lén đến gặp Sasa và nhắc lại về những chuyện xưa. Cả hai đều biết những bóng ma đang kéo đến gần quê nhà nên họ phải sớm hành động để hy vọng quê nhà và Erlon sẽ ổn. Trong lúc đó, Erlon đã nhận thấy tên mục sư không phải người. Cậu đã chạy vào xem bức tranh thì đó lại là tranh về vua địa ngục Hades, nhưng lại rất giống Erlon. Tên mục sư đã cho cậu xem bên trong, Cậu nhìn thấy những đứa trẻ ở nhà đều đã chết do cậu đã vẽ chúng vài ngày trước. Tên mục sư và Pandora đã bắt đầu tẩy não Elon và cho rằng cái chết là sự công bằng nhất và những đứa trẻ sẽ được đến nơi tốt hơn. Elon bắt đầu nảy sinh suy nghĩ rằng cái chết chính là sự cứu rỗi và mặt trăng lúc này đã biến mất, báo hiệu cho việc vua địa ngục Hades đã thức tỉnh. Trong thời gian đó, một nhóm chiến binh thánh đã được phái đi xử lý vài tên dưới trướng vua địa ngục, họ đã cố ý để một tên sót lại nhằm bám theo đến hang ổ của chúng, nhưng khi bước vào trong hang ổ thì họ mới chính là người rơi vào bẫy, không lâu sau cả đoàn chỉ còn ba người trở về để báo cáo. Họ cho biết là đám bóng ma đang tập trung về một thánh đường trong rừng. Chúng sau đó lộ bộ mặt thật và biến bộ giáp thành màu đen. Chúng thật sự đã chết và được vua địa ngục hồi sinh lại để quay về lấy đầu Athena. Doko và Sừng đã lao lên đánh chặn và quyết định xử lý luôn. Xa xa nghe thấy tiếng lòng thật sự của họ thì đã cản cả hai lại nhưng đã quá muộn. Cô đã bước đến ba người kia và cho rằng đã nghe thấy tiếng lòng của họ. Họ thật sự vẫn muốn được trở về để chiến đấu cho cô nhưng đã quá muộn. Doko và Sun đều thấy hổ thạnh khi phải ra tay với đồng đội nên quyết định sẽ đem người đến xử lý cái thánh điện trong rừng kia. Doko sau đó đã ra thông báo kế hoạch cho Tenma và Zato. Doko muốn Zato đừng cố quá nhưng cậu ta cho rằng bản thân sẽ không để thua Tenma. Còn Tenma thì biết họ sắp về quê nhà và cậu sẽ cố gắng thay xa, xa bảo vệ cho Elon. Họ không lâu sau đó đã về đến quê nhà. Tenma vì lo cho Elon và còn thấy có một cột sáng chiếu lên trong thành nên đã tách đoàn đi lẻ. Doko chỉ hy vọng là Tenma sẽ không quá hấp tấp nhưng giờ cảnh tượng trước mặt cậu chỉ toàn là người chết và cả thị trấn ngập trong biển lửa cậu chạy về nhà thì chỉ còn thấy những bức tranh của elon nhuốm đầy máu một tên tìm đến đòi dùng cậu làm vật tế cho hades thì cậu lúc này hoàn toàn điên tiết cậu chặn đòn của hắn và cho hắn ăn lại một cú toàn lực của cậu mà văng xa elon lúc này nhận ra tenma đã trở về nên quyết định sẽ đến gặp cậu như đã hứa để cho cậu xem bức tranh mà bản thân đã vẽ ra tenma lúc này đang hoàn toàn tuyệt vọng thì đô cô tìm đến đột nhiên Ra tô bị thổi bay về đây hades hay đúng hơn là elon cũng lộ diện Tenma không thể tin vào mắt mình khi thấy người bạn thân hiền lành hơn ai hết của cậu lại trở thành một kẻ diệt chủng tàn bạo như này. Cậu nhớ về lúc cả ba còn bên nhau và cũng là lúc Sasha trao cho họ chiếc vòng hoa xem như tạm biệt trước khi rời đi. Tenma cần một lời giải thích từ Elon nhưng cậu ta chỉ thấy Tenma vẫn như xưa, cậu đã trở về với danh nghĩa của một vị thánh còn cậu ta thì đã trở thành một họa sĩ và cứu rỗi rất nhiều người. Nhưng bức tranh về Elon năm xưa thì vẫn chưa thể hoàn thành, vì giờ cậu ta mới tìm thấy màu đỏ mà bản thân cần để hoàn thiện bức tranh này, và đó chính là màu của máu. Cậu ta sau đó thẳng tay vẽ hai đường chéo lên bức tranh. Tenma cũng đột nhiên trọng thương nặng. Tenma đã gục xuống và kéo đứt chiếc vòng trên tay erlon Còn Doko nhận thấy tóc erlon đã chuyển đen. erlon đã tạm biệt hai đứa bạn và cũng tạm biệt con người trước đây của bản thân. Vì giờ cậu ta chính thức sẽ trở thành Hades. Doko không còn nghĩ ngợi nhiều ma lao đến tấn công thì một tên dưới trướng Hades tìm đến và chặn đòn. Hắn là Kagaho và sức mạnh của hắn ngang ngửa với Doko. Anh định khô máu thì sừng đã đến ngăn lại để kéo anh trở về vì họ còn việc quan trọng hơn anh sau đó lại phải trơ mắt nhìn ra tô và tenma bị rơi xuống bên dưới do mặt đất vỡ nát hades cũng yêu cầu kagaho không cần đuổi theo hades sau đó cho rằng bản thân đã xử lý xong mọi vấn vương và giờ là lúc để bắt đầu cuộc thánh chiến lúc trở về hades đã cho tập hợp toàn bộ bóng ma dưới trướng hắn cho biết là mỗi chiến binh của athena đều đại diện cho một chòm sao nên khi một chiến binh ra đi thì một chòm sao sẽ biến mất và hóa đen khởi đầu là của tenma hades muốn binh đoàn của mình tô đen hết bầu trời bằng cái chết của athena Pandora đã gọi kẻ mạnh nhất của binh đoàn bóng ma là Minos đến thánh địa để chứng tỏ sức mạnh. Kagaho sau đó đã đến gặp Hades và xin được xem tay của hắn. Kagaho thấy vết thương mà Doko gây ra lên tay Hades thì tức giận đòi tính sổ với Doko. Hắn sau đó ra ngoài thì thấy Minos đã rời đi đến thánh địa, thế là hắn cũng đi luôn. Zato lúc này đã tỉnh lại dưới đống đổ nát và phát hiện Tenma ở bên cạnh. Một cô gái bí ẩn đi qua thì bất ngờ vì vẫn còn kẻ sống sót. Sasa xa xa lúc này mơ thấy cảnh Erlon đã hoàn toàn tha hóa và trên tay thì đang mang theo đầu của Tenma. Cô quá sốc mà tỉnh lại, Sun và Doko đã trở về đây để báo cáo. Nghe việc cả thị trấn đã bị phá hủy, Elon thì bị Hades chiếm xác và Tenma thì tử nạn khiến cô rất sốc, nhưng cô không thể để sự xúc động trào ra. Cô muốn cả hai sớm đi nghỉ để chuẩn bị đem quân ra phòng thủ trước những đợt tấn công của Hades. Doko biết Sasa xa xa đang phải cố tỏ ra mạnh mẽ, còn Zato lúc này cố kéo Tenma ra khỏi đống đổ nát. Cô gái kia xuất hiện thì Zato đã lao đến tấn công thì bị cô ta tóm đầu đập xuống đất. Cô cho biết bản thân đến để đưa Tenma đi và cứu cậu trước khi quá muộn vì cậu vẫn chưa chết hẳn. Cô là Rika và là một chiến binh, cô sau đó đưa cả hai xuống dưới lòng đất và đến nơi ở của bộ tộc cô. Zato dù đi theo nhưng hoàn toàn không tin tưởng cô gái này, vì cô mạnh ngang một vị thánh như họ và còn biết việc Tenma chưa hoàn toàn chết hẳn. Vừa vào trong thì Zato đã thấy những bộ giáp của những chiến binh thánh như họ nên nghi ngờ tổ chức này là nơi mờ ám nên đã quay ra thì bị một ai đó phía sau tấn công. Cậu ta tức giận chất vấn họ thì ông trưởng lão đây cho biết họ là đồng minh và cũng phụng sự Athena. Ông sau đó tách bộ giáp ra khỏi Ra tô và yêu cầu Rika đến rót máu vào đây. Ông cho biết là để hồi phục một bộ giáp thánh thì cần rất nhiều máu. Ông không thể lấy máu từ những chiến binh sắp ra trận nên đành lấy từ Rika. Người mà ông huấn luyện trước giờ, ông sau đó gõ gõ mấy cái thì bộ giáp đã trở về lại với gia tô đồng thời cậu ta nhận thấy bản thân đã khỏe hơn ban nãy. Cậu ta đã tin việc ông nói là có thể cứu được Tenma và đến xem thử. Ông cho biết linh hồn của Tenma vẫn đang lạc ở dưới địa phủ và nhờ chiếc vòng hoa chứa lời cầu nguyện của Athena mà cậu vẫn chưa đi quá xa. Nhưng một khi vòng hoa rụng hết thì cậu sẽ một đi không trở lại. Cậu ta hỏi bản thân có thể làm gì để cứu Tenma và giúp Athena vui lên thì ông trưởng lão đột nhiên rút kiếm ra và cho biết Gia Tô muốn đi cứu Tenma thì phải trở thành người chết để đến địa phủ. Ông sau đó đưa cậu ta thanh kiếm và cho biết nó sẽ bảo vệ cậu ta đủ thời gian bằng với thời gian còn lại của Tenma. Ông sau đó tách hồn của Gia Tô ra khỏi cơ thể và để cậu ta xuống địa phủ, đột nhiên Rika cũng được gửi xuống theo để giúp Gia Tô. Cô muốn cả hai phải hành động sớm trước khi Tenma trở thành một phần của dòng người kia. Cả hai sau đó chạy đi tìm thì nhận thấy đây có vẻ toàn là người dân bị Hades sát hại trước đó. Tên ma lúc này tỉnh lại và thấy bản thân bị trói. Một tên bóng ma tìm đến và cho biết cậu đang ở ranh giới giữa nhân giới và địa giới. Hắn cho rằng Hades cũng đã khá nhân từ nên mới để cậu còn trinh vinh được đến giờ, cậu có chống trả thì bị hắn đánh lại. Nhưng việc này đã đánh động cho phía Zato, hắn cho biết người mạnh nhất là Minos đã được gửi đến thánh địa và cậu sẽ sớm đoàn tụ với bạn bè ở dưới này. Hắn vừa rời đi thì cả hai người kia tìm đến, nhưng một tên quỷ sai đã phát hiện ra cả hai. Tên quỷ sai đó nhanh chóng bị Zato và Rika đánh bại nhanh gọn. Nhưng tên bóng ma vừa rồi cũng đã phát hiện ra cả hai và trở lại. Hắn rình ở sau Rika và đánh lén cô thì Zato đã nhanh chóng đến bảo vệ cho cô. Tên ma đã cảnh báo Zato về chưa thức hét lên in tai của hắn, nhưng Rika cứ thế lao lên và bị năng lực tiếng hét của hắn thổi bay. Zato bị hắn tóm được nên cậu ta đã sút bay mũ của hắn. Hắn tức giận mà dùng tiếng hét thổi bay Zato, nhưng tên ma giờ đã thoát ra được. Cậu lao thẳng đến dồn lực và đấm một cú thẳng vào tên bóng ma khiến bộ giáp của hắn vỡ vụn. Zato hơi cay khi đến cứu Tenma mà rồi bản thân là đứa bầm dập. Cậu ta cho Tenma biết lý do cậu vẫn còn bán sống bán chết đến giờ, Tenma sau đó muốn sống lại sớm nhất có thể để về bảo vệ thánh địa, nhưng Rika cho biết cả hai vẫn còn việc phải làm dưới này, và việc này có thể sẽ là thành bại cho trận ở thánh địa. Pandora lúc này đến báo tin là một bóng ma của chúng đã bị hạ và trước đó tên này có thông báo là tìm được linh hồn của Tenma ở dưới kia. Hades rất bất ngờ nhưng Pandora vẫn cho rằng đó có thể chỉ là sai sót vì chính tay Hades đã lấy mạng Tenma nên không thể nào cậu vẫn còn sống. Tenma và Zato lúc này cứ liên tục cãi nhau. Zato cho rằng cậu ta xuống cứu cậu chỉ là vì muốn cho Athena vui lên. Rika muốn cả hai bớt thiên thiết mà nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của địa giới trước đi rồi tính. Hades biết Athena đã làm gì đó thì Tenma mới còn sống. Nhưng Pandora bảo hắn cứ yên tâm vì Minos chắc chắn sẽ càn quét được hết cái thánh địa đó. Vì những chòm sao trên kia lúc này đã dần hóa đen ngày một nhiều hơn. Minos lúc này liên tục tung dây để trói những chiến binh thánh lại. Ai nấy đều bị hắn xem như con rối và kéo đến mức vặn vẹo cơ thể mà tạch. Chúng sau đó tiến vào và phát hiện một cánh đồng hoa hồng. Hai tên đã ngu ngốc tiến vào dẫm đạp và rồi xuất huyết mà chết. Một tên cho biết đây là hồng quỷ và chỉ cần hít chúng thôi cũng đủ chết. Người tạo ra cánh đồng này là Kim Thánh An Ba. Anh thừa nhận đây là hồng quỷ và nếu thích chết thì cứ bước vào còn không thì ngoan ngoãn quay về. Vài tên ỉ vào việc An Ba đứng đó mà chẳng dính độc nên lao lên thì bị anh tung hoa ra và rơi thẳng vào đống hoa hồng. Tên giáp ngả xanh này nhắc Minos cẩn thận vì Anba cũng giống như những bông hoa này, đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Sơn nhận thấy Anba đang phòng thủ tốt ngoài kia nên họ cũng phải cố để củng cố thêm phòng thủ trong này. Họ không dám chắc là Anba có thể tự mình lo liệu hết ở ngoài kia. Sơn cho biết trước đây từng dính đến một tin đồn. Rằng điện thần của Anba có một vườn hồng quỷ và Anba và lính của anh ta đã buộc phải thích nghi với độc của hồng quỷ. Và Anba là người hoàn thiện nhất khi máu của anh ta đều đã trở thành độc của hồng quỷ. Cũng vì vậy nên dù sở hữu vẻ ngoài đẹp trai thì vẫn chẳng thể gần được với ai, còn ở ngoài kia an ba đã thách thức minos xuống đánh thì tên giáp xanh đã tự xuống nghênh chiến vì hắn cũng miễn nhiễm với độc của hồng quỷ nhưng sức mạnh của hắn thì không đủ để đả thương được an ba vì anh có một loại hoa hồng có thể ăn mòn mọi thứ nó chạm vào hắn đã kịp chạy trốn đi và bắt đầu tung ra con bài tẩy hắn tỏa ra một luồng khí độc và khiến những bông hồng héo đi hết anh lo lắng làn khí này sẽ vào được thánh địa nên quyết định ôm hết lại những dân làng ở trong thánh địa lo lắng là an ba đang gặp bất lợi một cô bé vẫn tin an ba sẽ không bại trận vì anh rất mạnh nhưng dân làng cũng lo cho an nguy của bản thân khi sống ở thánh địa mà lại dính vào thánh chiến nữa. Trong lúc đó, An Ba đã hút sạch độc tím và bất động. Tên giáp xanh tranh thủ đến đánh mấy cái thì lùi lại vì cảm nhận được nguy hiểm. An Ba đã trở lại và chuyển hóa khí độc về lại màu đỏ. Anh sau đó tạo ra nhiều chiếc gai độc và đâm vào tên giáp xanh khiến hắn cũng chịu thua. Vì bên ngoài hắn được độc bảo vệ chứ bên trong thì không, Minos lúc này cũng đã phải ra trận. Hắn tạo một cơn lốc cuốn hết khí độc và tàn hoa đi, hắn cho biết vốn dĩ từ đầu hắn chẳng cần tên giáp xanh kia ra trận vì mình hắn là đủ. Hắn sau đó tung dây và bắt được An Ba và cho biết anh giờ sẽ không còn điều khiển được cơ thể mình nữa. Hắn sau đó nhận thấy là có dân làng gần đây nên cho người đi xử lý trước, còn hắn ở lại chơi đùa với An Ba thêm lúc nữa. An Ba cố chống trả thì bị hắn điều khiển và giữ lại. Hắn sau đó suy nghĩ xem là nên làm gì với An Ba và rồi quyết định phá hủy gương mặt đẹp trai này trước. Hắn khiến An Ba tự đấm vào mặt và rồi xem thử tiếp theo là tay hay chân, nhìn cặp mắt kiên định thì hắn lại biết là nên nhắm vào đâu. Nhưng An Ba sau đó đã tự khiến vai bị gãy để đòn vừa rồi bị lệch và không vào mắt. Minos cho rằng An Ba giờ chẳng thể làm gì và dân làng thì chết chắc rồi, nhưng anh cho rằng Minos đã nhầm khi nghĩ anh chỉ đặt có một cái bẫy. Đám đi trước kia lúc này đã mắc vào bẫy ám khí mà anh đặt ra trước, mỗi bông hoa hồng bắn ra sẽ đâm vào tim mục tiêu và một khi nó hóa đỏ hoàn toàn thì kẻ đó xem như cúc. Minos thấy lời anh nói là thật nên quyết định tàn phá cơ thể An Ba nặng nề hơn, nhưng khí độc một lần nữa xuất hiện, thế là hắn muốn xem hắn sẽ bị độc của anh giết chết trước hay anh sẽ bị hắn ta hủy hoại trước. Anh sau đó dùng hết ý chí để đẩy độc về phía Minos thì hắn đã dùng cánh chặn lại và rồi khiến anh tự giết chính mình và rồi quay đi. Dân làng lúc này đã cố lên đường di tản. Nhưng Minos đã tìm đến đây và quyết định hủy diệt nốt dân làng này. Cô bé tin vào An Ba kia đang cố tìm cha thì cha cô đã bị đá đẻ. Cha muốn cô chạy đến thánh điện còn ông thì ra đi ngay tại đây. Cô bé sau đó chạy đi và tin là An Ba vẫn an toàn. Trước đây, lúc đang đội mưa về nhà thì An Ba đã lấy áo choàng cho cô che và bảo cô đừng đến gần. Cô lúc đó chỉ nghĩ An Ba là người lạnh nhạt cho đến khi cha cho cô biết về tình trạng của An Ba, cô sau đó đã chạy đi với hy vọng gặp lại An Ba. Nhưng cô lại bị Minos tìm thấy, hắn thấy cô có hoa hồng thì biết cô có liên hệ với An Ba nên định tiễn cô đi luôn một thể. Nhưng Sơn đã đến đây để chiến đấu với Minos, anh cho rằng thân là người đứng đầu 12 kim thánh thì anh phải ngăn không cho tên đứng đầu của đám bóng ma lộng hành được nữa. Nhưng chính anh cũng bị Minos trói được và khống chế. Lúc sắp bị hắn bẻ tay thì một bông hồng đen đã cắt đi dây trói, An Ba một lần nữa đến dù cơ thể đã rất tàn tạ anh xin lỗi vì gây phiền đến sừng nhưng đây là trận chiến anh phải tự mình kết thúc anh nhờ sừng đưa tất cả mọi người tránh xa anh càng xa càng tốt vì giờ anh sẽ dùng đến con bài cuối cùng minos cho rằng an ba dù có cố bao nhiêu thì kết quả vẫn sẽ như vậy kẻ không có sức mạnh như anh thì sẽ chỉ là đồ chơi của kẻ khác hắn vẫn tôn trọng vẻ đẹp của an ba nên sẽ để anh sống nhưng an ba từ chối lòng thương hại của hắn do anh đã sống trong cô độc suốt bấy lâu nay nhưng đó là cách sống mà anh chọn và không kẻ nào có quyền phán xét anh sau đó phóng hàng đống gai máu độc về phía minos Sơn nhận ra An Ba đang dùng toàn bộ máu trong cơ thể để kéo Minos chết chung với anh. An Ba sau đó đã gục và Minos cho rằng giờ là đến Sơn. Nhưng Sơn bảo hắn nhìn xuống, bông hồng mà An Ba đã ngậm trên miệng ban nãy đã ở trên ngực hắn. Thật ra đây là bông hồng trắng nhưng đã bị An Ba nhuộm đỏ để qua mặt hắn. Và giờ bông hồng đó đã chuyển đỏ thật thì mạng hắn cũng coi như tàn. Hắn sau đó dự định kéo toàn bộ cả khu này đi theo hắn, nhưng Sơn đã khóa hắn lại trong lồng kính khiến hắn chỉ có thể cay cú mà ra đi tức tuổi. An Ba sau đó đã chút những lời cuối. Anh cho biết bản thân đã sống cả đời với những bông hồng này và đây là lần đầu tiên anh thấy chúng đẹp đến vậy. Sơn sau đó đã đưa xác An Ba về. Cô bé đã chạy theo và hỏi nếu thánh chiến cứ kéo dài thì các kim thanh sẽ lần lượt chết hay sao, nhưng anh cho rằng họ chiến đấu vì lý tưởng và chính nghĩa, chứ không phải để chết, chỉ là nếu cái chết là thứ họ phải đương đầu trong lúc thực hiện lý tưởng thì họ cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đột nhiên người của phe dưới lòng đất đã tìm đến và yêu cầu Sơn dẫn đến gặp đại tư tế. Hades lúc này đã biết Minos đã chết cùng với một kim thánh, nhưng hắn vẫn có thể hồi sinh những thuộc hạ đã ngã xuống. Đại tư tế đã cho Sơn nghe việc này nhưng bảo anh yên tâm vì Minos giờ đã ở trong kết giới mà Athena lập ra nên phép của Hades không thể len lỏi vào để hồi sinh lại. Nhưng họ phải sớm hạ được Hades trước khi Athena hết sức. Nhưng người từ giới kia đã cho họ biết là chỉ cần một ngày nữa thì tin vui cho Athena sẽ đến về việc Tenma đã được hồi sinh. Trong lúc đó, Tenma đang chạy đi mà chẳng biết là hướng đến đâu. Theo lời Rika cho biết thì họ cần đến cây đại thụ của địa giới vì đám bóng ma không hề tồn tại khái niệm cái chết. Tên họ vừa hạ sớm muộn gì cũng hồi sinh và cách để khắc chế chúng là nằm ở cây đại thụ đó. Cả ba sau đó đã tìm được lối ra nhưng vừa lên trên thì đã chạm mặt chó ba đầu Cerberus. tô muốn tự mình lên xử lý vì bản thân còn bộ giáp, nhưng cậu ta chỉ tập trung được vào một đầu và bị hai đầu còn lại phá bĩnh. Hết cách nên tô đành phải đi kéo con chó về phía Tenma và để cậu tung một chiêu hạ gục nó hoàn toàn. Nhưng chưa đi được bao xa thì Hades lại tìm đến, tên ma không ngờ tóc của Hades đã trở thành màu đen. Rika muốn nhân cơ hội này để trừ đi hậu họa nên đã lao lên thì bị Hades chặn lại và thổi bay ra chỗ khác vì hắn đang bận hàn huyên với người bạn cũ. Hades rất thích thú vì Tenma sinh tồn quá đỉnh. Hades muốn cậu về dưới trướng bản thân và chống lại Athena. Nhưng cậu từ chối vì bản thân không thích biến cả thế giới thành địa ngục. Cậu sẽ chiến đầu cùng Sasha để cho Hades hay cũng chính là Elon thấy được thế giới nào mới là tốt hơn. Hades rất hứa hẹn với lời của Tenma. Hắn biết Tenma rất giữ chữ tín với lời hứa của mình nên quyết định để cậu đi và hẹn ngày tái ngộ hắn sau đó bảo Tenma đến thánh địa để cả ba cùng chạm mặt nhau lần nữa. Ra tô sau đó lại thốt ra mấy câu ngu học nên bị Tenma đấm cho một cú. cả ba tiếp tục đi tiếp và đến được thác máu. họ sau đó leo lên thì giữa đường Tenma cảm thấy có gì đó sai sai nên đã quay qua hỏi hai người kia. nhưng cả hai đều đột nhiên như bị dừng thời gian và rồi đột nhiên một kim thánh xuất hiện tên là Admi. anh ta nhận thấy cậu có vẻ lại vừa chạm mặt với vua địa ngục Hades một lần nữa. còn cậu thì chưa hiểu sao địa giới lại có kim thánh ở đây. trong lúc đó Doko đã đi ngang qua dinh của Kim Thánh Baron. Anh ta vừa nghe tin về đám bóng ma và thấy tuy là Anba đã ra đi và đẩy lùi được địch nhưng họ giờ vẫn chưa thể lơ là. Tin tốt là tên ma vẫn còn sống và tin xấu là Baron nghi ngờ Kim Thánh Admi kia có vấn đề. Vì địch đã đến thánh địa mà Admi vẫn không chịu ló mặt ra khỏi dinh. Đồng thời tư tưởng của Admi khá là ngoại bang so với những Kim Thánh còn lại. Người ta đồn là Admi có thể đi xuyên qua các chiều không gian và nói chuyện được với Chúa trời, nên không ai biết Admi đang nghĩ gì trong đầu và thân thế thật sự ra làm sao. Admi lúc này gọi tên ma là kẻ tội đồ của thiên giới và cho rằng Athena có thể sẽ thua trong trận thánh chiến lần này. Cậu nghi ngờ Admi là kẻ thù nên đã tấn công thì bị anh ta thổi bay xuống dưới thác. Cậu không hiểu ý mà Admi muốn nói là gì thì anh ta cho biết. Cậu và Hades đã có lương duyên từ nhiều kiếp trước. Và mối lương duyên đó lại luôn là thứ đảo chiều mỗi cuộc thánh chiến. Những kiếp trước, tên ma hay thánh Pegasus luôn là người kề cận và bảo vệ Athena. Mạnh đến mức diệt được cả thần lẫn vua địa ngục Hades. Nhưng ở kiếp này thì cậu lại quá yếu, cậu cho rằng bản thân chẳng quan tâm lời anh ta nói mà lao lên chiến đấu nhưng anh ta nhắc lại cho cậu nhớ là mấy đòn tấn công yếu ớt này của cậu sẽ chẳng bao giờ tổn hại được anh ta tâm trí cậu đột nhiên nhìn thấy hình ảnh admi là một vị phật sống và anh ta chỉ việc vung tay đã khiến tên ma rơi xuống thác máu một lần nữa anh ta sau đó hỏi cậu là ai và chiến đấu vì mục đích gì cái anh ta cần là câu trả lời cậu tự nghiệm ra được chứ không phải mấy lời lẽ tự cao tự đại của một kẻ tự xem bản thân là anh hùng anh ta sau đó cho cậu xem qua năm cõi mà một sinh mạng phải trải qua từ địa ngục giới Ngã quỷ giới, xúc sanh giới, tu la giới và cuối cùng là nhân giới, nơi con người phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Tất cả đau khổ ở nhân giới cậu đều đã từng trải qua trước đây. Anh ta sau đó cho biết tiền kiếp của cậu đã từng đả thương được Hades nên hắn đã lo sợ mà giấu thể xác thật dưới nơi sâu nhất của địa giới, và rồi lấy cơ thể của một con người thuần khiết nhất nhân giới để chiếm hữu, và đó là lý do người bạn Elon của cậu bị tha hóa. Tenma nghe xong thì cho rằng chính vì bản thân nên Elon mới trở thành Hades, thế nhưng giờ cậu chẳng thèm quan tâm nữa nhưng cậu đã tự tìm được lý do chiến đấu cho bản thân, đó là vì hai đứa bạn Sasa và Erlon. Dù có là thời đại nào thì cậu cũng kệ, cậu lao lên tấn công thì lại bị Admi đẩy lùi. Anh ta đã hiểu được lý do chiến đấu của cậu, nhưng sức mạnh của cậu thì vẫn quá yếu, anh ta sau đó đã dừng ngồi thiền và quyết định đứng lên và tung ra chiêu thức mạnh nhất, là bí mật vũ trụ, tên ma bị nhốt vào một vùng không gian, nơi cậu không thể đánh trả hay di chuyển, cậu sẽ dần bị Admi tước mất giác quan và một khi bị tước đi hết thì linh hồn cậu sẽ biến mất cậu sớm bị anh ta hủy sạch năm giác quan và chẳng còn cảm giác hay tầm nhìn gì xung quanh nữa thứ duy nhất cậu còn chỉ là tinh thần hay giác quan thứ sáu cậu sau đó nhìn thấy cảnh anh ta hạ sát xa xa vì cho rằng cô quá yếu ớt và sẽ không thể giành lấy được mặt đất từ hades giác quan của cậu đột nhiên trở lại và cậu có thể di chuyển ở trong không gian này mà lao đến tấn công admi cậu quyết không để viễn cảnh admi vừa vẽ ra trở thành sự thật cậu đã thành công đánh trúng admi nhưng sự thật thì thứ cậu vừa đánh trúng chính là cây đại thụ của địa ngục anh ta đã bẫy cậu trong ảo ảnh nhưng cảm giác xảy đến với linh hồn cậu là thật. Admi thừa nhận thực lực của cậu và quyết định để cậu lấy trái từ cây này đưa về cho trưởng lão. Và anh ta cũng hứa hẹn một ngày được giao đấu với cậu trên mặt đất. Zato và Rika lúc này mới được cử động trở lại. Tenma đột nhiên rơi xuống và cho họ xem trái cậu mới lấy được. Nhưng vòng hoa của cậu cũng sắp hết nên cậu phải nhanh chóng được đưa về mặt đất. Admi lúc này đã đến gặp Athena. Ta biết được Admi từ khi sinh ra đã rất thiếu sót về các giác quan. Nhưng chỉ bằng vài giác quan ít ỏi thì anh cũng tự nhìn ra được thế giới này đầy rẫy đau khổ ra sao. Và khi chạm mặt với Tenma thì anh đã thấy cậu là một con người như thế nào, Admi sau đó đã xin Athena một việc. Anh sau đó gặp lại Doko và thừa nhận cậu em của Doko khá là xuất sắc. Anh không hiểu sao Admi lại biết về Tenma, nhưng Admi bây giờ thì chỉ muốn lên đường ra trận. Nhóm tô lúc này đã gần đưa Tenma lên được mặt đất, nhưng vừa lên lại bề mặt địa giới thì cả ba đã bị một tên bóng ma mặc giáp bọ cánh cứng chặn lại. tô quyết định ở lại chiến đấu để Rika đưa Tenma đi trước khi quá muộn. Tenma sau đó đã về lại trần thế và gặp được trưởng lão cậu hỏi hai người kia đâu thì chỉ mới Rika tỉnh lại. cô cho tên ma biết về việc Ra đang phải chiến đấu dưới kia. cậu có ghét Ra thật nhưng không muốn cậu ta vì bản thân mà phải chết. Ra lúc này đang khó khăn trong việc chiến đấu ở dưới kia vì đối thủ khá là to con và châu bò. cậu ta bị tên bóng ma chụp lại và cả hai đã cùng lúc tung đòn vào mặt nhau nhưng đột nhiên thanh kiếm Ra mang theo phát sáng và đưa cậu ta thẳng về lại trần thế. nhưng vừa về đến đây thì trưởng lão cho biết là đám bóng ma đã đuổi theo họ đến đây khá nhanh. chúng được Pandora giao cho đi đòi lại quả của cây đại thụ nhưng chúng cũng sẽ tìm cớ đánh lộn để triệt hạ bằng được nhóm tên ma nhưng chúng đi bao xa vẫn không thể tiến được vào trong vì chúng đã rơi vào ảo ảnh của admi anh ta quyết định sẽ gửi chúng về lại địa giới còn tên ma không biết sao admi lại ở đây đơn giản là anh ta đến để đón cậu và cũng để gặp trưởng lão theo như đã biết thì đám bóng ma không thể chết nhưng thứ này lại có thể khắc chết được sự bất tử của chúng và phong ấn chúng lại dưới kia và lý do admi đến đây là để biến những quả này thành vũ khí đám ngoài kia lúc này đã có một tên khá mạnh tìm đến Hắn cũng đến đây để đòi lại những quả kia và dù rơi xuống đống gai đá này thì chúng vẫn sống sót mà bò lên lại được. Chúng tấn công vào trong nhưng hiện đang bị kẹt lại bởi kết giới. Tenma và Zato nghĩ là vụ này sẽ không sao vì họ có một kim thánh ở đây. Nhưng Admi cho biết vụ này là họ phải tự lo vì anh còn việc khác. Cụ thể là Admi sẽ dùng máu của bản thân để sửa lại bộ giáp cho Tenma đồng thời ép sức mạnh của trái đại thụ vào trong đó. Đám ngoài kia lúc này vẫn đang cố vào trong thì bị Tenma lao ra đánh chặn. Cậu đã thấy khỏe hơn hẳn với bộ giáp này. Còn Admi quyết định cống hiến toàn bộ mọi thứ của bản thân cho sự nghiệp, Admi sau đó đã cầm chuỗi hạt lên trên đỉnh tháp và ngồi thiền để tinh luyện lại toàn bộ đống này. Rika và Zato đã ra phụ giúp Tenma và cho biết là họ cần phải câu đủ thời gian đến khi Admi tinh luyện xong. Đánh mãi thì nhóm Tenma cũng kiệt sức còn đám kia thì vẫn dai như đỉa, nhưng Admi lúc này đã bắt đầu có biến chuyển lớn khiến đám bóng ma thấy lo ngại nên lao lên ngăn cản, nhưng Tenma đã lao theo để chặn lại. Admi giờ đây nhớ lại quãng thời gian anh mới gặp Athena và được cô giải thích cho vài thứ về cuộc sống anh cho rằng thế giới này chẳng có gì ngoài khổ đau nhưng cô lại nhìn ra được sự khổ đau trong anh và cho rằng bản thân cũng vậy nhưng cô chấp nhận sự khổ đau của bản thân để chứng tỏ việc bản thân vẫn là một con người anh sau đó đã tinh luyện xong và bắt đầu đưa đám bóng ma kia vào trong sự thật của vũ trụ và một vẩy khiến chúng chết vĩnh viễn mà không thể hồi sinh anh giờ đây đã có thể mở mắt và thấy được ánh sáng của cuộc sống thấy được khuôn mặt thật của tên ma admi sau đó đã ra đi vì đang dùng hết sức mạnh để tinh luyện chiếc vòng anh có thể ra đi nhưng di sản anh để lại sẽ giúp đội quân của Athena có thể đánh ngang hàng được với đội quân của Hades. Trong lúc đó, những tên đã bị hoa độc của Anba giết trước đó lúc này đã hồi sinh. Chúng nhận thấy có vẻ kết giới của Athena đã yếu đi và thu hẹp dần nên giờ chúng mới được hồi sinh. Nhưng chúng chưa đi được xa thì đã bị Kim Thánh Baron tìm đến xử lý. Chúng cho rằng Baron không có vườn độc như của Anba thì mơ mà xử chúng. Nhưng anh chỉ đứng khoanh tay và chấp chúng lao lên. Chúng vừa lên thì đã bị anh phát ra một đợt xung kích và xử đẹp. Doko tìm đến và thấy anh có vẻ không cần giúp đỡ mấy baron đã nhờ doko đưa xác mấy tên này về lại kết giới để ngăn chúng tiếp tục hồi sinh anh đã nghe chuyện của admi và không biết admi đã làm gì ở căn cứ dưới lòng đất kia đột nhiên anh cảm nhận thấy có kẻ khá mạnh đang tiến đến đây và kẻ đó không hề tốt đẹp gì và tên tìm đến là kagaho hắn đến để tính sổ với doko nhưng baron tất nhiên sẽ phải dạy cho hắn chút phép tắc trong lúc đó những học viên ở trong thánh địa vẫn đang nỗ lực luyện tập để có thể góp công sức cho những kim thánh đang ra sức chiến đấu ngoài kia còn kagaho lúc này mặc kệ baron mà bước qua anh để đi tìm doko nhưng Baron đã giữ hắn lại nên hắn bắt đầu bùng lên một ngọn lửa để thiêu đốt Baron. Nhưng anh cho rằng ngọn lửa yếu nhất này thì làm được gì và dạy cho hắn cách cúi chào bằng một cú đập mạnh xuống mặt đất, hắn buộc phải hóa lửa để thoát đi và giữ khoảng cách với Baron. Hắn sau đó đã phải giới thiệu bản thân trước Baron và anh lại tiếp tục khoanh tay khiến hắn thấy bực vì anh dám tỏ thái độ trong một trận chiến như này. Tất nhiên anh có thể dừng dưng như này là vì tin bản thân chẳng cần phải nghiêm túc cũng ăn được hắn. Hắn thừa nhận anh cũng khá thú vị nên tung thẳng một đòn hào quang rực lửa nhưng baron vẫn chẳng cần nhúc nhích mà vẫn tự chặn đòn được anh sau đó trả đòn lại hắn và khiến hắn bay xa cả khúc baron nhận thấy lửa của hắn tuy mạnh nhưng lại thiêu đốt tất cả mọi thứ kể cả chính hắn anh bắt đầu cho rằng năng lực của hắn quá là sàm lờ nhưng hắn cho rằng bản thân chẳng quan tâm điều gì khác ngoài việc phụng sự hades ba học viên lúc này đang nhớ về thời gian trước đây cùng baron anh đã thu nhận những đứa trẻ mồ côi về dưới một mái nhà và nuôi dạy chúng nhưng vào một ngày anh đã bị gọi trở về thánh địa nên đành để lũ trẻ lại ba đứa quý anh nhất đã chọn đi theo anh để được anh huấn luyện cho trở thành thánh nhưng việc luyện tập lại quá hà khắc một đứa đã sợ hãi vì vốn chỉ muốn đi theo để được ở cạnh baron nhưng chiến tranh quả là vẫn rất đáng sợ nhưng ngay lúc cột đá sắp đổ xuống thì baron đã chạy đến đỡ lấy và giác ngộ cho chúng lý tưởng của sức mạnh nhờ đó mà giờ đây ai nấy đều tràn đầy ý chí mong muốn mạnh hơn nữa để đứng được ngang hàng với baron đột nhiên họ nhận thấy sức mạnh của baron đang dâng trào gần đây anh lúc này đã đưa mặt hứng đòn của kagaho nhằm xem sức của hắn đến đâu anh đã trả đòn châu húc thì hắn kịp né được và hắn cũng tự tin là bản thân đã nhìn ra chiêu thức của anh. Việc anh khoanh tay là một cách để anh che giấu thời điểm ra đòn. Bởi tốc độ của anh rất nhanh nhưng hắn cũng tự tin về tốc độ của bản thân nên quyết phải thử xem hắn hay Baron có thể nhanh hơn. Cô Đô đã cảm nhận được Kagaho ở gần nên nhanh chóng chạy đến thì phát hiện nhiều ngân thánh đã bị đánh hạ ở trên đường. Họ đều bị một kẻ cực nhanh đánh gục mà không thể nào phản kháng. Cô Đô nghi ngờ bản thân đã đúng nên càng chạy đến nhanh hơn và giờ đây Baron đã thật sự phải trả giá cho sự ngạo mạn của bản thân. Anh bắt đầu bị bỏng bởi lửa của Kagaho, hắn ngông cuồng lao lên thì bị anh tóm đầu đập vào tường nhưng hắn đã tung ra một chiêu khiến anh bị lửa trói lại việc không thể cử động khiến hắn tung đòn thì anh sẽ không thể nào chặn đòn được và khi cô đô đến thì anh chỉ còn thấy baron đang bị bỏng nặng anh đã điên cuồng lao vào kagaho vì nghĩ hắn đã giết baron kagaho kịp tránh đòn và cho rằng bản thân đến tìm anh nhưng baron lại ngăn cản nên hắn đã cho lửa trói và thiêu đốt baron đến chết nhưng baron thật sự vẫn chưa chết và yêu cầu đô cô lùi ra khỏi trận chiến của anh ta anh ta cho rằng trận chiến của kim thánh là một trọi một và anh sẽ không dễ dàng bị thứ lửa này thiêu đốt dễ dàng như vậy đúng lúc này thì ba đứa học trò của baron tìm đến cả ba đều không muốn baron phải chết hình ảnh này khiến kagaho phút chốc nhớ về anh trai hắn cậu học viên đã đến nhặt lại chiếc mũ cho baron và trả lại cho anh họ muốn mạnh hơn để được anh dẫn theo trong những trận chiến sau nên lần này anh nhất định phải sống baron sau đó trở lại với cuộc chiến và kagaho quyết định sẽ khiến anh không còn đứng nổi nữa thì thôi hắn sau đó bắt đầu tung chiêu và tạo ra một cột lửa lớn trong đó hắn gom thêm ba quả hào quang nổ vào để dồn baron anh đã cố chịu đựng lượng nhiệt này để rồi tung ra một đòn đập xuống mặt đất. Cả mặt đất bỗng chốc vỡ vụn khiến Kagaho không thể đứng được và bị đá đè. Hắn sau đó vẫn đứng lên được nhưng đã mất một cánh. Hắn chất vấn Baron vì không kết liễu hắn khi có cơ hội thì anh cho rằng bản chất hắn vẫn lương thiện. Hắn không hoàn toàn theo phe các bóng ma mà chỉ tìm kiếm một con người với hình mẫu lý tưởng để phụng sự. Hắn cho rằng thánh hay bóng ma với hắn chẳng là gì cả. Hắn tự chọn kẻ mà bản thân muốn phục vụ. Hắn sau đó quay lưng bỏ về còn Baron giờ đã có thể ngả lưng xuống. Dù đánh nhau bầm dập đến vậy nhưng Baron vẫn có thể cười vì lâu rồi mới được tung toàn bộ sức mạnh ra. Baron sau đó đã về báo cáo lại cho Đại Tư Tế. Đại Tư Tế khá bất ngờ vì người mạnh như anh cũng bầm dập đến mức này. Anh báo cáo về việc kết giới đang dần nhỏ lại và đám bóng ma đang được hồi sinh dần. Họ phải sớm tìm cách đối phó trước khi Athena hoàn toàn gục ngã. Đúng lúc này thì một kim thánh là cc Phút tìm đến. Anh cho biết Athena cũng đã sắp đến cực hạn và họ buộc phải sớm giải thoát cô khỏi nghĩa vụ giữ gìn kết giới này cc food sau đó nhận thấy hiện tại đã có hai kim thánh ra đi và một người thì trọng thương nhưng baron cho rằng bản thân vẫn còn đánh được nên cc food đã đánh nhẹ một đòn và thấy baron có vẻ bị thương không nhẹ như anh ta vẫn nghĩ baron biết cc food là người quý athena nhất do anh ta là người đã thân thiết với athena từ lúc cô được đưa đến đây và cũng chính anh ta là người đã đưa athena rời xa hai người bạn của mình và giờ anh tự hỏi liệu việc anh đưa athena đến đây và rồi khiến elon trở thành hades liệu có phải quyết định đúng đắn nhưng đúng lúc này thì một cột năng lượng giáng xuống Lá chắn kết giới của Athena đã bị phá vỡ và Hades đã đích thân đến đây. Sasha xa xa rất sốc khi gặp lại Elon nhưng hắn cho rằng bản thân giờ đây là Hades. Hades thẳng tay phá vỡ dinh của Admi. Ai nấy tức giận vì Hades dám xông vào đây. Đã vậy còn đơn thân độc mã vào đây như thể đang thách thức họ. Doko và Sừng vẫn còn căm thù cái ngày mà Hades phá hủy quê hương của Tenma. Nhưng Hades không thích kẻ nào tranh ngang cuộc hội ngộ giữa hắn và Athena nên đã tung chiêu để khóa di chuyển của Sừng và Doko lại. Baron và cc foot cũng không ngoại lệ. Hades đã đến trước mặt Athena và cho rằng bản thân không còn là anh trai của cô nữa. Mà giờ hắn là Hades, và hắn cố gợi lại những ký ức của Athena từ những kiếp trước bên trong xa xa, Sisyphus đã phải gồng mình đứng lên. Baron phải nể phục Sisyphus vì bản thân còn đứng không nổi mà Sisyphus vẫn gắng đứng lên được, nhưng kết cục chỉ là bị Hades nhấn xuống mạnh thêm. Sisyphus đã một lần nữa đứng lên và rút cây cung ra rồi cô nhắm vào Hades. Hắn đã nhận ra Sisyphus chính là kẻ đã đưa Athena đi vào 5 năm, năm trước. Anh vẫn cho rằng việc bản thân làm lúc đó chính là nhằm muốn bảo vệ Athena nhưng một vài lúc thì anh vẫn nghĩ bản thân đã sai khi làm việc đó anh sau đó bắn mũi tên vào hades thì bị hắn bật ngược lại mà ra đi athena đã cực kỳ tức giận và đây chính là điều hades muốn nhưng đúng lúc này thì có phép dịch chuyển xảy ra và tenma đã tìm đến để hội quân một lần nữa cậu đã lấy ra chuỗi hạt và phong ấn hết linh hồn của những kẻ đang sắp được hồi sinh hades khá bất ngờ vì chỉ không gặp cậu trong một thời gian ngắn mà cậu đã có được thứ vũ khí để khắc chế lại quân của hắn tenma cho rằng bản thân chiến đấu đến giờ là vì lời hứa sẽ ở cạnh hai người bạn chứ không phải để đối đầu với người bạn thân của mình. cậu hỏi Hades có thật sự nhẫn tâm ra tay với Sasha như cách hắn đã phá hủy quê nhà hay không. hắn chỉ im lặng còn cậu thì nhận thấy một con chó đang chạy đến phía Hades. nó là con chó cậu ta đã cứu trước đây và nó đột nhiên biến thành seberus Hades cho rằng chuyện trước đây thì giờ đã khác vì giờ đây là thánh chiến. tên ma đã phải kéo Sasha tránh khỏi seberus Hades cho rằng cậu có thể giúp hắn phong ấn các bóng ma cũng tốt vì sứ mạng của hắn là đem đến cái chết cứu rỗi cho toàn bộ sinh vật từ thánh cho đến bóng ma. Tenma đã lấy chuỗi hạt và lao lên đấm vỡ mồm Cerberus và rồi lao thẳng đến Hades để thực hiện lời hứa lúc ở dưới địa giới. Nhưng Hades dễ dàng khóa Tenma lại và cho rằng cậu giờ đây đã không còn trói sáng như trước nữa. Hắn vừa định đâm thanh kiếm vào Tenma thì đột nhiên một trận pháp xuất hiện. Hades đột nhiên bị rút mất sức mạnh và xung quanh toàn là bùa. Đại tư tế xuất hiện và cho biết hẳn là Hades vẫn còn nhớ ông. Hắn nhận ra ông là một trong những kẻ còn sống sót trong trận thánh chiến trước đây. Ông đã giải trừ bớt sức mạnh của Hades nên ai nấy đã có thể di chuyển trở lại. Đại tư tế đã chuẩn bị sẵn cái bẫy này từ trước nhưng ai ngờ là lại tóm được Hades. Nhưng hắn một tay thổi bay đại tư tế vì cho rằng đống bùa này chỉ là thứ cũ dích từ trận thánh chiến 200 năm trước. Đã vậy ông còn cản hắn hội ngộ với tên ma thì càng đáng chết, dù ghét phải thừa nhận nhưng đại tư tế quả thật không phải đối thủ của hắn. Ông sau đó đã ra hiệu cho Sasha để cô dùng phép và dịch chuyển cả điện thần đến một ngọn tháp. Đây là nơi đã phong ấn toàn bộ quân binh của Hades 200 năm trước và ông dự định sẽ ra sức phong ấn hắn ở đây một lần và mãi mãi, trả lại một Elon tốt bụng cho Sasa và Tenma nhưng Hades chỉ cho rằng họ còn quá là ngây thơ. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên và giáng đòn về phía Tenma và Sasa, cả hai kịp tránh đi và một chiếc xe ngựa đã đáp xuống. Chúng là xe ngựa của Pandora, đại tư tế nhận ra cô ta là cánh tay đắc lực của Hades và là người đã thả cái ác vào thế giới này. Pandora thừa nhận bản thân luôn là bề tôi trung thành của Hades, và đáng ra cô ta phải là người đầu thai thành hoặc em gái của Hades mới đúng, vậy mà một nữ thần như Athena lại dám lấy cơ thể phàm tục và trở thành em gái của Hades để giám sát ngài. Thế nhưng Athena không hề để tâm mấy lời đó vì những ngày tháng ở cùng Elon và Tenma đối với cô rất vui. Pandora cho rằng cô vẫn già mồm nên định đưa tay tắt một cú thì Tenma đã đứng ra chặn. Hades đã bắt đầu thấy chán nên yêu cầu Pandora trở về. Tenma không cho đi thì Hades cho cậu thấy cách biệt năng lực lớn đến mức nào. Hades sau đó tạo ra một bức tranh trên bầu trời. Tranh này vẽ các kim thánh và mọi con người trên thế giới. Một khi Hades hoàn thành bức tranh thì tất cả sẽ chết. Ai nấy ở thánh địa đều thấy được thứ này và biết nó là do Hades tạo ra hades cho tenma biết bức tranh này sẽ hoàn thành khi nó phủ kín bầu trời và xê hứa định linh hồn của mọi người trên thế gian và tenma hẳn là biết chuyện gì sẽ xảy ra với người được hades vẽ nên rồi bởi cậu cũng từng trải nghiệm qua điều đó và biết nó tệ đến mức nào hades sau đó lên xe trở về vì đã quá chán tenma muốn đuổi lên thì bị một bóng ma lao ra tấn công baron đã phải đứng ra chặn ả lại vì anh tin tenma là người có thể đánh bại được hades cậu đã lao lên và bám vào xe ngựa để cần một câu trả lời từ hades nhưng lúc cậu định đấm một cú thì lại bị pandora bắn cho rơi xuống à bóng ma cũng cứ thế mà bỏ về. Hades hỏi Pandora là có phải cô ta đã lén để bóng ma đi theo giám sát hắn hay không thì cô ta ấp úng không dám trả lời. Trong lúc, những bóng ma cấp cao thấy Hades vẫn còn quá là nông nổi vì vẫn chưa thể dứt đi ký ức lúc còn ở chung với Athena và Tenma. Chúng cần phải làm gì đó để Hades thực sự thức tỉnh và vứt hoàn toàn đi ký ức của Elon. Còn đại tư tế và Athena nhận thấy cơ hội để họ đưa Elon trở lại gần như đã không còn và việc duy nhất giờ họ có thể làm chỉ có thể là đối đầu với Hades đã ba ngày trôi qua. Ai nấy bắt đầu công cuộc xây dựng lại thánh điện, Như lòng ai cũng nơm nớp lo sợ về bức tranh của Hades, Doko đã phải đến gõ đầu Tenma để cậu chịu đi làm việc. Anh vẫn mừng vì cậu còn sống và còn trở về đây để đối đầu với Hades, cậu thì thấy tiếc cho CC Food vì anh ta dính đòn từ Hades mà bây giờ vẫn đang bất tỉnh. Theo lời đại tư tế kể lại thì Hades có thể gây sát thương thẳng vào linh hồn con người nên CC Food giờ vẫn bất tỉnh và có thể sẽ khó mà thức dậy được nữa. Tenma giờ đã không còn lưu luyến gì với Elon vì nếu Elon còn giữ được ý thức thì sẽ không làm ra những chuyện tàn ác này. Doko cũng khuyên cậu là nên đánh bại Hades càng sớm càng tốt vì Hades giờ là mối đe dọa khủng khiếp cho thế giới, nhưng phần nào đó họ vẫn hy vọng cậu sẽ đưa được Alon trở về. Vì cả Sisyphus và Admi đều tin rằng cậu và Hades có mối nhân duyên gì đó, Tenma sau đó được học trò của Baron đến nhờ giúp khuân vác. Nhìn cậu ta vác được còn nhiều đồ hơn bản thân thì Tenma càng mong muốn được mạnh lên và đi giúp cậu ta. Trong lúc đó, Pandora đột nhiên gặp được hai vị thần địa ngục khác họ cho rằng pandora đang quá chậm trễ trong việc kiểm soát hades và cho rằng nếu ả không làm tử tế thì chúng sẽ là người giúp hades toàn tâm vào việc hoàn tất bức tranh và việc của pandora chính là trừ khử thứ đang khiến hades sao nhãng cô ta sau đó đã quyết định phải dứt khoát một lần cô ta sau đó đã đi đến căn phòng của các chòm sao kia và bắt đầu gọi ra hai tên sát thủ với mục đích là nhắm đến tenma chúng cho rằng chúng sẽ ra tay nhanh gọn để tenma không kịp trở tay pandora quyết tâm giúp hades không còn vướng bận và lòng cô ta cũng sẽ không còn bất an nữa Baron lúc này đã đến dinh của Admi để viếng anh một ly rượu. Baron muốn xin lỗi vì từng có ý định nghi ngờ Admi, nhưng giờ anh thề sẽ cùng các kim thánh phong ấn hết lũ bóng ma bằng chuỗi hạt mà Admi đã dùng cả tính mạng để tạo nên. Lúc trở ra, Baron nhận thấy có khá nhiều rơi quanh đây. Anh sau đó thấy Tenma và những học trò của mình đang tập luyện cùng nhau, thế là anh quyết định vào giúp Tenma tập luyện chung. Anh sau đó đứng cho Tenma đánh nhưng cậu dù có dùng toàn lực đánh vào Baron thì vẫn chẳng thể lay động được mà còn bị Baron hất cho bay ngược lại cả hai tập luyện đến tối thì học trò của baron đột nhiên ngủ hết mà không cưỡng chế lại được tenma đang tập thì nghe tiếng rơi cũng ngủ luôn baron cũng không phải là ngoại lệ và nhân lúc đó thì hai tên sát thủ đã lẻn vào nhằm giết tenma nhưng chưa kịp ra tay thì baron đã bảo chúng dừng lại anh đã tự hủy đi thính giác để không nghe được tiếng rơi nữa và tung chiêu khiến tên sát thủ vỡ mất mặt nạ nhưng tên điều khiển rơi đã đến và đâm vào mạng sườn của baron một nhát cả hai tên sau đó quyết định liên thủ để xử baron chúng vốn dĩ chỉ muốn xử tenma nhưng nếu xử thêm được một kim thánh thì càng tốt chúng liên tục tấn công khiến các vết thương cũ của Baron bị thương trở lại. Dù bị đánh như bao cát thì anh vẫn đã tóm lấy cổ một tên và rồi rộng xuống mặt đất. Còn tên kia thì quyết định gọi ra sứ giả chết chóc. Dù anh nghe được tiếng hát hay không thì nó cũng sẽ khiến tim anh ngừng đập. Baron sau đó gục xuống và tên kia nghĩ bản thân đã làm xong nên nhắm đến tên ma, nhưng Baron vẫn còn chút ý thức. Anh chỉ hy vọng những học trò và tên ma sẽ tiếp tục sống và phát triển rồi đưa tay tóm đầu tên mặt nạ vỡ mà tung chiêu tối thượng. Sau cùng, vẫn còn một tên yếu nhất sống sót và hắn dự định đến xử lý tenma để giành công lao nhưng kagaho đã tìm đến và ngăn tên yếu nhất này lại kagaho cho rằng hades sẽ không muốn ai lấy mạng tenma nên hắn sẽ giữ tenma còn sống và chất vấn xem ai là kẻ ra lệnh ám sát sau khi nghe là pandora và mục đích của việc ám sát này thì tên kia đã rủ dê kagaho cùng giết tenma và chia sẻ công lao nhưng hắn thẳng chân xử lý tên này tenma sau đó tỉnh lại thì thấy baron đã chết kagaho đã cho cậu biết việc baron chết là vì cậu quá yếu chính pandora đã ra lệnh truy sát cậu và khiến baron vì bảo vệ cậu mà chết nếu cậu muốn biết thêm nhiều thứ hơn thì cậu sẽ phải mạnh lên mà tự tìm hiểu lấy hắn sau đó quay đi và cho rằng bản thân đã trả hết nợ cho baron còn học trò của baron lúc này cũng tỉnh lại và không ngừng than khóc tenma cũng chỉ biết chạnh lòng vì lỗi cũng là từ cậu mà ra tenma hôm sau đã thấy người ta bàn tán về việc baron vì bảo vệ cậu mà chết tenma quyết định sẽ lên đường rời đi khỏi nơi này một phần là vì mặc cảm tội lỗi một phần cũng là vì không muốn ai phải vì cậu mà chết nữa Doko và Sần sau đó phải lên đường đi tìm Tenma, vì họ nghi ngờ cậu đang bất an trong lòng sau khi chứng kiến quá nhiều kim thánh phải ngã xuống. Điều tệ hơn là Tenma có thể sẽ bị kết tội đào ngũ nếu bỏ đi trong giờ phút này. Trong lúc đó, hai người học trò của Baron đã đến thăm mộ anh và cô gái cho rằng bản thân có thể sẽ bỏ ý định làm thánh vì không có năng khiếu. Nhưng cô sẽ lui về làm công việc hầu cận để giúp đỡ cho cuộc chiến. Cô hy vọng cậu bạn sẽ có thể sớm phát triển và rồi kế thừa bộ kim thánh của Baron. Tenma đi ngang qua và nhìn thấy cả hai thì chỉ càng khiến mặc cảm trong cậu nhiều thêm đột nhiên một kim thánh nữa tìm đến cậu và cho biết Doko và Sừng đang cuống cuồng đi tìm cậu. Cậu cho rằng bản thân hiện đang là mục tiêu bị Pandora truy sát, nếu cậu còn ở lại thì sẽ càng thêm nhiều người như Baron nữa phải chết. Nhưng anh ta cứ thế bật cười và cho rằng Baron chết là do yếu. Đây là chiến tranh, và chết chóc là thứ không thể tránh khỏi. Và lại thì một đồng thánh như cậu lấy gì mà ngăn được thánh chiến, nói toẹt ra là cậu quá yếu nên mới trốn tránh khỏi đây. Và nếu cậu có ý định đào ngũ thì anh ta sẽ tử hình cậu. Nhưng anh ta không có ý định giết cậu vì cậu vẫn còn hữu dụng nên việc anh ta làm sẽ là nhốt cậu vào nhà giam, khi nào cần thì anh ta sẽ thả cậu. Tên ma cố vùng vẫy và phá cửa nhà giam nhưng vô vọng, vì bộ giáp đã bị anh ta lấy đi và cậu giờ cũng chả biết bản thân đang cố làm gì. Cậu biết bản thân sẽ hổ thẹn ra sao nếu Admi và Baron thấy tình trạng của cậu lúc này. Cả hai đã hy sinh thân mình và đặt lòng tin ở cậu mà cậu lại chẳng làm được gì ra hồn. Trong lúc đó, Pandora thấy kế hoạch ám sát đã thất bại. Nếu Hades biết được chuyện cô ta tự tiện hành động thì chắc chắn sẽ tức giận, nhưng cô ta tin Hades sẽ hiểu cho cô ta đột nhiên tên giám mục ngày trước tìm đến hắn sẽ tha thứ cho thất bại của Pandora lần này nhưng ả phải tự minh giải thích với Hades cô ta dù có cố làm gì thì Hades cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tình cảm của cô ta và rồi cô ta và Hades sẽ dần xa cách và Hades sẽ bỏ bê việc vẽ tranh mà lại đi tìm tên ma nhưng chúng sẽ cho cô mượn sức mạnh để giữ Hades lại nơi này cô ta sau đó đến gặp Hades và bị hắn trách phạt về việc dám tự ý hành động nhưng cô ta nhận thấy Hades vẫn còn giữ ký ức thổi nhỏ với hai đứa bạn nên quyết định rằng chính ký ức đó đã khiến Hades bị ê nên dùng cành hoa mà tên kia cho để khóa Hades lại trong một không gian khép kín để hắn tập trung vào việc vẽ tranh. Còn Tenma lúc này cố đập cửa thoát ra bằng cả năng lực lẫn tay không, đột nhiên Zato tìm đến và chỉ cậu lối đi mà cậu ta đào được. Zato không hiểu sao cứ dính đến Tenma là lại xui tận mạng. Cậu được đưa ra ngoài và gặp lại Rika, cô cũng đã trở thành một vị thánh và sẽ cùng Zato đi với Tenma đến cuối cùng. Cậu biết trưởng lão có nhúng tay vào vụ này và cậu nói thẳng ra là bản thân muốn đi đến cung điện của Hades. Còn đại tư tế lúc này cho rằng tên ma nên bị giam lại để giữ an toàn trong địa phận của thánh địa. Athena cũng cắn răng chấp nhận nhưng trưởng lão đã đến đây. Ông cho rằng họ nên để tên ma hành động theo mong muốn vì họ không thể vặt đi đôi cánh của tên ma. Nếu làm vậy thì cậu sẽ không bao giờ chạm được đến Elon. Trưởng lão đã tự ý thả cậu đi và chịu trách nhiệm toàn bộ về cậu. Đại tư tế đành chấp nhận để ông chăm sóc tên ma. Ông cũng khuyên Athena hay đúng hơn là Sasha xa xa nên đến gặp tên ma một lần để tạm biệt. Cô đã để lại cây gậy thánh và một mình chạy đi còn đại tư tế và trưởng lão thì biết còn có hai kẻ đứng sau thao tung Pandora. Hai kẻ đó lúc này nhận thấy Tenma đang đến tìm Hades nên quyết định răng bẫy bên ngoài cung điện để cậu không thể nào vào được bên trong. Ra tô lúc này than vãn về việc không được gặp Athena một lần trước khi đi thì đột nhiên cô tìm đến. Tenma gặp lại Sasha xa xa thì quyết định hứa với cô là sẽ để cả ba đứa bạn sẽ cùng gặp lại nhau một lần nữa. Cậu sẽ quyết tâm đối mặt với mọi thứ trên cuộc thánh chiến này. Đó là lời hứa của cậu và cậu sẽ cố gắng thực hiện nó. Phần một của phim đến đây là kết thúc.